Đây là hình ảnh một trường Việt ngữ ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ trong ngày thứ Bảy cuối tuần mùng 9 tháng 9. Rất nhiều phụ huynh đưa con em tới đây ghi danh để bắt đầu năm học mới 2023-2024. Buổi lễ khai giảng được tiến hành khá đơn giản với những thông tin về chương trình học mà nhà trường muốn phụ huynh được biết và góp ý thêm. Ngôi trường dạy tiếng Việt này đã được thành lập hơn 30 năm qua kể từ khi cộng đồng người Việt hình thành ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Hai tuần trước chúng tôi đã có một cái buổi họp và đã rất là có gọi là productive meeting, tức là một cái buổi họp phải có là đưa ra được cái nhiều cái đề nghị rất là hay. Và năm nay là chúng tôi đặc biệt là chú trọng về phần đàm thoại, vì rất là nhiều trẻ em và phụ huynh bên này cũng nói là các em chỉ muốn là nói chuyện với ông bà được, hoặc là về Việt Nam, nói chuyện bên Việt Nam trao đổi được. Thì đó là cái mục đích mà ít nhất là trong năm học này và trong vài năm tới là chúng tôi sẽ đặt mạnh về vấn đề đàm thoại. Việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ khá đa dạng, với nhiều ngôi trường và lớp Việt ngữ khác nhau, phục vụ các bạn nhỏ đủ mọi lứa tuổi. Thậm chí nhiều cơ sở tôn giáo như chùa hay nhà thờ cũng tham gia vào việc dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Mình là người Việt Nam, cho dù ở nơi nào, đất nước nào, mình vẫn phải nhớ về mình là người Việt Nam. Thành ra em muốn con em cũng phải nhớ về nguồn gốc của nó. Mà cái đầu tiên để mà biết nhớ tới nguồn gốc là mình phải biết nói tiếng Việt và hiểu tiếng Việt và có thể viết được tiếng Việt. Tuy là ở nhà cha mẹ có thể nói chuyện với con cái thì nó có thể nói, nhưng mà em muốn con em là phải thành thạo vừa hiểu vừa viết và có thể nói chuyện với ông bà cha mẹ và tất cả những người Việt Nam xung quanh một cách thành thạo để mình lúc nào cũng là một người Việt Nam. Những năm gần đây, chương trình dạy tiếng Việt ở một số cơ sở thậm chí đã thu hút các phụ huynh là người nước ngoài tới tham gia học tiếng Việt trong các lớp chuyên biệt dành cho người lớn như thế này. Một nửa gia đình của tôi là người Việt. Ông bà thì chỉ biết tiếng Việt, nên tôi rất muốn con mình có thể nói được tiếng Việt. Tôi cũng muốn học để giao tiếp bằng tiếng Việt với mọi người. Hơn thế, tôi còn học được không ít thói quen và văn hóa Việt ở đây. Phần lớn các cơ sở dạy tiếng Việt của cộng đồng ở khu vực thủ đô nước Mỹ còn là nơi truyền dạy văn hóa và nếp sống của người Việt thông qua chương trình học và các hoạt động văn hóa văn nghệ. Và đây cũng là yếu tố thu hút nhiều hơn các phụ huynh học sinh tới với các ngôi trường Việt ngữ hiện nay. Bà ngoại con là chỉ biết tiếng Việt thôi, nhưng mà con cũng đều muốn đi học tiếng Việt. Nhưng không có ai trợ con để đi học tiếng Việt. Vì sao con bắt đầu đi học tiếng Việt bằng tuổi 16 tuổi? Vì sao bây giờ con lớn lên, con biết chút xíu nhiều hơn, con muốn quay lại để dạy mấy em nhỏ, mấy em nào nó muốn học thêm tiếng Việt. Năm học này, số lượng học sinh ghi danh học tiếng Việt tại ngôi trường này đã tăng lên đáng kể. Ngoài các trường Việt ngữ trong cộng đồng gốc Việt, chương trình dạy tiếng Việt cũng đã xuất hiện tại một số trường công lập của Mỹ tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia, nơi có nhiều gia đình gốc Việt sinh sống, như một môn ngoại ngữ để giúp các em có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu tiếng Việt từ trên học đường.